Bạn đã cần tìm cho mình một em laptop để quay lại trường học trong thời gian sắp tới, nhưng nó vẫn phải đủ mạnh để cân mọi tác vụ đồ họa cũng như là gaming. Thì đây là video dành cho các bạn. Trong video này, mình không chỉ giới thiệu các bạn một sản phẩm mà là tận hai sản phẩm. Vì vậy, hãy cùng bắt đầu thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sevenas. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhắc đến em máy MSI Bravo 15 này có trên bàn mình đây. Thì về phần thiết kế, em máy này được làm hoàn toàn từ nhựa. Chính vì vậy mà nó rất dễ bám dấu vân tay. Cho nên nếu các bạn muốn em máy này luôn trong tình trạng sạch sẽ thì hãy nhớ lau chùi thường xuyên nhé. Và có một đặc điểm là giờ đây mặt đê là có nhiều hốc tản nhiệt hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Nhờ đó mà hiệu suất tản nhiệt cũng được cải tiến khá khá. Còn về trọng lượng thì em máy này nặng tầm khoảng 2,4 kg. Nói chung đây là một cân nặng khá là lớn đấy chứ không nhẹ. Nhưng mà đa phần các bạn mua laptop gaming thì cũng không mang đi lại nhiều như laptop văn phòng. Đồng thời đến đổi với hiệu suất cao cũng như tản nhiệt tốt thì đương nhiên con máy phải nặng, to và dài rồi. Tiếp đến là về phần màn hình trên em máy này thì em máy này được trang bị một màn hình kích thước là 15,6 inch cùng độ phân giải là Full HD cũng như tấm nền là IPS và tần số quét là 144Hz. Với cá nhân mình thấy thì đây là một chiếc màn hình ổn đến rất ổn để gaming. Nhưng còn về làm đồ họa thì mình nghĩ các bạn nên cân chỉnh lại màu sắc để có một trải nghiệm tuyệt vời hơn. Bởi vì cơ bản em máy này cũng không sinh ra để làm đồ họa cho lắm. Màn hình nó hơi sai lệch màu một xíu đấy. Phần tiếp theo sẽ là phần các bạn quan tâm nhất, chính là cấu hình của em máy này. Thì em máy này được trang bị cấu hình là Ryzen 5 5600H cùng với card đồ họa RAID là Radeon 5500M 4GB. So với hệ tiền nhiệm thì con chip Ryzen 5 5600H so với 4600H thì chỉ nhỉnh hơn từ 10-12% hiệu năng CPU khi mà chúng ta chấm qua một số điểm benchmark. Còn về con card thì 5500M so với 5300M thì cũng chỉ nhỉnh hơn khoảng 10%. Tóm lại hiệu năng được nâng cấp nhẹ nhưng nhờ phần tản nhiệt được thiết kế lại, vì vậy mà em máy này được dịp bung hết sức mạnh. Cá nhân mình thì không chơi game nhiều nên mình chỉ dùng chủ yếu để edit ảnh cũng như là video thì em máy này đáp ứng rất là tốt. Về phần dung lượng cho em máy này thì em máy này được trang bị một SSD 512GB vừa đủ dùng. Tuy nhiên còn về phần RAM thì em máy này chỉ có 8GB RAM thôi. Thì theo cá nhân của mình nghĩ các bạn nên nâng cấp thêm một thanh 8GB nữa là 16GB để máy có thể chạy mượt mà cũng như là trơn tru hơn. Đối với phần bàn phím và trackpad cho em laptop này, cơ bản nếu các bạn chơi game nghiêm túc trên em máy này hoặc là làm việc đồ họa thì các bạn cũng phải sắm cho mình một em chuột RAID hoặc là một em bàn phím RAID. Vì vậy mà phần này cũng không quá quan trọng. Nhưng nếu trong trường hợp mà các bạn không có bàn phím RAID hoặc chuột RAID thì em phím này vẫn gõ có độ nảy rất là tốt, phản hồi nhạy, còn trackpad thì tạm ổn, nói chung là không có gì nổi trội ở phần này cả. Còn về phần thời lượng pin cho em máy này thì nó cũng được cải tiến một chút so với hệ tiền nhiệm là từ 51Wh lên 54Wh. Cơ mà mình nghĩ các bạn cũng không cần phải quá lăn tăn nhiều về pin trên em laptop gaming đâu, vì thường các bạn cũng sẽ ghim sạc liên tục để máy có thể bung hết hiệu năng. Còn nếu mà sử dụng các tác vụ cơ bản bình thường và rút sạc thì em máy này có thể trụ được tầm 3-4 tiếng on screen đấy. Và cuối cùng là một số điểm đặc biệt cho em máy này mà mình nghĩ các bạn cũng cần nên biết. Đầu tiên là về cổng kết nối, em máy này có dư dả cổng kết nối cho các bạn sử dụng luôn. Khi mà các bạn đã có 3 cổng USB-A, một cổng jack tai nghe, một cổng Type-C, một cổng HDMI và một cổng ghi mạng LAN, về cơ bản thì cổng kết nối như vậy là quá đủ rồi. Đồng thời bản lề cũng hay mở được lên gần 180 độ. Nếu mà các bạn muốn share thông tin gì đó với người đối diện thì có thể dễ dàng hơn với em laptop này. Còn bây giờ nếu mà các bạn có một tài chính dư dả hơn thì thay vì chọn em máy này, mình sẽ có một lựa chọn khác dành cho các bạn, đó chính là em Acer Nitro 5 Tiger đang có trên tay mình đây. Đầu tiên thì cái gì cũng phải đến từ phần thiết kế, thì em máy này cũng như là em máy hồi nãy cũng được hoàn thiện hoàn toàn từ nhựa. Tuy nhiên so với phiên bản tiền nhiệm thì em máy này đã được gia công lại một cách cứng cáp hơn, cũng như mặt A năm nay đã được làm lại. Khi mà thiết kế năm ngoái rất là cắt xẻ hầm hố thì chúng ta đã có một thiết kế mới cách điệu hơn, tinh tế hơn. Bản lề năm nay cũng là một điểm cải tiến khi mà mở lên nó khá là trơn tru chứ không còn rít như là năm ngoái. Và chưa kể là cổng kết nối rất là đầy đủ, tất cả những gì bạn cần trên một chiếc laptop gaming thì đều có. Đặc biệt là giờ đây những cổng xuất hình ảnh cũng đã được chuyển về phía sau, giúp bạn nào sử dụng màn hình RAID sẽ dễ dàng thao tác cũng như là giấu dây hơn. Hệ thống làm mát năm nay cũng được cải tiến khi mà hệ thống ống đồng được tăng lên cùng với khe thác nhiệt được thiết kế lại, hỗ trợ tăng hiệu suất cho máy. Đến với phần màn hình trên em máy này thì kích thước màn hình là 15,6 inch cũng như là độ phân giải là Full HD cùng với tấm nền IPS và tần số quét là 144Hz. Với trải nghiệm cá nhân của mình thì em máy này so lại một độ chính xác màu sắc cao hơn em Bravo 15 hồi nãy là khá khá đấy. Tuy nhiên nếu bạn nào mua em máy này về chỉ để chơi game thì độ chính xác màu sắc cũng không phải là một điều quá quan trọng, bởi vì một em máy chỉ cần một tần số quét cao cũng như là góc nhìn tốt là quá đủ cho một trải nghiệm tuyệt vời rồi. Đến với phần quan trọng nhất thì em máy này được trang bị cấu hình là Core i5 12500H cùng với card đồ họa RAID là RTX 3050 4GB. Đi kèm theo đó chính là em máy này được trang bị sẵn thanh RAM 8GB DDR5 và SSD 512GB NVMe. Nhưng mà cũng như mình vừa mới đề cập hồi nãy, nếu các bạn có dư dả tài chính một xíu thì hãy nâng cấp thêm 8GB RAM nữa là 16GB để máy có thể vượt bung sức mạnh tối đa nhé. Theo trải nghiệm cá nhân của mình thì em máy này do cấu hình nhỉnh hơn khá khá em Bravo hồi nãy nên việc diễn ra hiện tượng giật lag khi edit video hay ảnh là gần như không có, đồng thời thời gian để render video cũng nhanh hơn. Đối với bàn phím và trackpad trên laptop này thì cũng như quan điểm hồi nãy mình vừa nêu, không ai lại chơi game trên trackpad của em laptop này cả, vì vậy mà trackpad của em này mình cũng rất ít khi nào sử dụng.
Với khi nào mình để quên chuột thì mình mới dùng trackpad này để chống cháy thôi. Còn phím trên em Nitro 5 này thì cũng khá giống thế hệ tiền nhiệm, khi gần như mọi thứ đều thuộc lại khá sơ lên, từ cảm giác bấm đến độ phản hồi của bàn phím. Đến với phần thời lượng pin trên em máy này thì em máy này được trang bị một viên pin là 58Wh, nhỉnh hơn em Rival hồi nãy một xí. Nhưng thực tế thì thời gian sử dụng cũng xem nhau thôi. Do Nitro 5 được trang bị một cấu hình cao cấp hơn, từ đó mà tuy có một viên pin lớn hơn nhưng độ ngố pin cũng là khá khá. Cơ mà, các bạn cũng sẽ cắm sạc 24/7 trên em laptop này để có thể bung được hết hiệu năng. Vì vậy mà một em laptop có thời lượng pin cao cũng không còn phải là một điều quá quan trọng nữa. Kế lại, nếu các bạn đã có 25 triệu trong tay thì các bạn hãy chọn ngay em Nitro 5 Tiger này đây, vì nó vừa có một con chip mới, thiết kế không quá phô trương, hiệu năng thì mạnh mẽ, nói chung là không có gì phải bàn. Còn nếu mà ngân sách các bạn hơi hạn hẹp một xíu, chỉ khoảng 15 triệu đồng thôi, thì em Bravo 15 này sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn. Vì cơ bản em máy này vẫn là một em máy gần như là best choice trong tầm giá. Đối với những bạn nào hứng thú với chiếc laptop MSI Bravo 15 cũng như Acer Nitro 5 Tiger này đây thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới. Hiện tại mức giá chính hãng chiếc laptop MSI tại Summernet đang là dưới 15 triệu đồng, còn của Acer là dưới 25 triệu đồng, cùng với nhiều khuyến mãi khác đang chờ các bạn đó. Nhớ click vào đường link phía dưới để xem thêm thông tin nhé. Và đó là tất cả những gì mà các bạn cần phải biết về hai em laptop đang có trên bàn mình đây. Một em là MSI Bravo 15 và một em là Nitro 5 Tiger. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy đừng quên like, share và subscribe cho kênh 7net nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.